Tôi thuộc về nơi thiên nhiên hoang dã, chứ tôi không thuộc về những rạp xiếc. Tôi cam kết rằng tôi sẽ không ăn thịt, không sử dụng và không ủng hộ cho cái việc kinh doanh dựa trên động vật và tiêu thụ động vật. Welcome to Cúc Phương National Park in Vietnam. Bây giờ chúng mình sẽ đến thăm các bạn linh trưởng đã được cứu hộ tại vườn Cúc Phương. Mở đầu chuyến đi, chúng mình được đến thăm trung tâm bảo hộ các loài linh trưởng quý hiếm. Ở đây có các bạn thuộc nhóm vượn và vọc, được vườn quốc gia Cúc Phương cứu hộ từ khắp mọi nơi về để chăm sóc, với sứ mệnh cuối cùng là đưa các bạn trở về với ngôi nhà thiên nhiên vốn có. Một điều đáng buồn là hầu hết các bạn đều là những giống đang trong tình trạng rất nguy cấp do nạn săn bắn và buôn bán trái phép. Có những loài chỉ còn vài trăm cá thể ngoài tự nhiên. Tại vườn Cúc Phương thì các bạn không bị nuôi nhốt trong không gian kín mà tất cả nơi ở đều được thiết kế rộng rãi và gần với môi trường tự nhiên nhất có thể để làm sao giúp các bạn phát triển theo đúng bản năng của mình. Khi được cứu hộ về thì có nhiều bạn bị thương rất nặng do bẫy của thợ săn. Nhân viên y tế phải chăm sóc đặc biệt, thậm chí là phải dậy từ 5 giờ sáng, làm xuyên ngày nghỉ lễ để cung cấp đầy đủ các bữa ăn giúp phục hồi sức khỏe cho các bạn. Và đặc biệt nhất trong buổi đi thăm ngày hôm nay là đoàn của mình sẽ trực tiếp được đỡ đầu cho một em vọc xám 5 tháng tuổi bị mất mẹ, chu cấp để giúp vườn có đủ kinh tế để chăm sóc em cho đến tuổi trưởng thành. Cảnh sát. Nhưng thực ra đấy không phải tiếng cảnh sát các bạn, đấy là tiếng cơ của vượn đấy. Và bây giờ thì chúng mình sẽ đi thăm lõi rừng nhá. Đây là lõi rừng của rừng Cúc Phương, và ngày xưa là ở đây là có người dân sinh sống và họ đã di rời đi, và khu vực này đã được cải tạo thành một cái sân để ví dụ cho những cái du khách họ muốn đến đây tham quan bằng trực thăng thì họ sẽ đỗ lại ở đây. Nếu mà vẫn để tiếp tục người dân ở đây thì họ sẽ có thêm có những nhu cầu và có thể làm ảnh hưởng tới cái môi trường nguyên sơ của rừng. Đây là cây mâm xô bạn ơi, cái này hoàn toàn là ăn được nhá. Bình thường mọi người hay đi cà phê có thấy quả mâm xô này đúng không? Ở đây có rất là nhiều cây mâm xôi. Ngon lắm. Thôi nhưng mà các anh chị ở đây không có ngặt để buôn bán hay là khai thác thương mại, bởi vì cái mục đích và cái sứ mệnh ở đây là để hoàn toàn mọi thứ nó thiên nhiên, nó tự nhiên một cách nguyên vẹn nhất ấy. Thực sự là không khí ở đây rất là dễ chịu các bạn ạ. Các bạn ơi, các bạn có thấy ở đây là một vườn rau cải, và xa xa kia là một bể bơi rất là cổ kính, rất là nguyên sơ. Thì có một điều mình rất là thích ở vườn Cúc Phương này là hoàn toàn mọi thứ là nguyên sơ hết, để có thể bảo toàn một cách nguyên vẹn nhất những cái vẻ đẹp tự nhiên, những cái vẻ đẹp trọn vẹn nhất của rừng. Đấy là một cái mình thấy rất là tuyệt vời. Các bạn ơi, mình đang ngồi tại gốc cây chòi chỉ. Mình chỉ bằng một như một con kiến ở đây. Chiếc cây dài gần 70m, có độ cao phải đến tầm 15-20 tòa nhà mọi người ơi. 20 tầng mọi người ơi, không phải 20 tòa nha. Giúp các anh các chị chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái thông tin về cái chương trình cứu hộ về bảo tồn các loài động vật, các loài thú ăn thịt nhỏ và tê tê của Việt Nam. Chúng ta thì chúng ta sẽ quan sát thấy đây chính là cái vết chân kích thước thật của 37 loài thú ăn thịt và 2 loài tê tê ở Việt Nam. Đây là cái lời hứa của mình, là tôi cam kết rằng tôi sẽ không ăn thịt, không sử dụng và không ủng hộ cho cái việc kinh doanh dựa trên động vật. Khi mà bạn ấy bị lạc thì bạn ấy bị rơi xuống và được các anh kiểm lâm cứu về. Và khi cứu về thì bạn ấy còn rất là nhỏ, bạn ấy chỉ nặng khoảng 2g thôi. Các anh chăm sóc cho bạn ấy, cho bạn ấy uống sữa và chăm sóc cho bạn ấy. Và khi mà trung tâm được thành lập thì các anh gửi bạn ấy, bàn giao bạn ấy về lại với trung tâm. Nào bạn ấy cũng thích gần con người. Giống như động vật nuôi. Và cứ thấy con người là bạn ấy sẽ thích di chuyển dần xuống đây. Chúng ta chặt cây, chúng ta phá rừng. Và chính vì những cái hành vi đó đã dẫn đến cho loài động vật thiếu rất nhiều các nhu cầu, như là nhu cầu về thức ăn, nhu cầu về nước uống và nhu cầu về nơi ở. Và nếu như thiếu một trong ba nhu cầu đó thì chắc chắn rằng không một loài động vật nào có thể tồn tại. Các bạn tê tê khi bị tấn công thì các bạn sẽ cuộn tròn lại giống như quả bóng đúng không ạ? Và đó cũng chính là điểm yếu của các bạn ấy. Và khi mà bị tấn công cuộn tròn lại thì ngay lập tức những kẻ thợ săn sẽ bắt các bạn ấy bỏ vào một cái túi lưới như thế này chúng ta đang nhìn thấy á.
Vâng. Và những cái túi lưới này thì sau khi mà các bạn ấy bị đưa những túi lưới này thì các bạn ấy sẽ được vận chuyển buôn bán với nhau. Và những kẻ thợ săn buôn bán các bạn ấy thì người ta tính các bạn ấy bằng số lượng đó là cân nặng kg. Và đó chính là lý do vì sao mà tất cả các bạn TT khi được trung tâm cứu hộ về đây thì bạn nào cũng bị nhồi rất nhiều bột ngô và bột đá. Và khi mà bị nhiều bột ngô và bột đá như thế rồi vận chuyển với quãng đường dài và đi suốt như vậy thì đa phần các bạn TT được trung tâm cứu hộ về thì bạn nào cũng bị yếu về sức khỏe, thường là bị vỡ dạ dày, nhồi vào trong. Bọn mình vừa đến nơi tại vườn quốc gia Cúc Phương và mọi người đón tiếp ở đây rất là nồng nhiệt. Được đi tham quan các loài thú được vườn Cúc Phương cứu hộ và bảo trợ. Và bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu một bữa barbecue ngoài trời đốt lửa trại nhé. Linh trưởng quý hiếm của Việt Nam tại vườn quốc gia Cúc Phương chính thức tổ chức lễ phát động chương trình Hành trình hồi sinh ngày hôm nay. Và tham gia với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được giới thiệu và trân trọng chào đón sự hiện diện của các vị khách quý. Xin được giới thiệu các đại diện lãnh đạo của vườn quốc gia Cúc Phương. Bản thân mình là một người thuộc thế hệ trẻ, mình cảm thấy rất là vinh dự, rất là biết ơn các anh chị đã cho mình một cơ hội để đồng hành với một chương trình vô cùng ý nghĩa như thế này. Thì tại đây thì tất cả các bạn động vật sẽ được giải cứu tại những nơi săn bắt hoặc là mua bán trái phép, có thể là với cái tình trạng thể chất và tinh thần rất là yếu, thì các anh chị sẽ đem về đây để chăm sóc đặc biệt và với mục đích là làm sao để các bạn ấy hồi phục được một cách tốt nhất và đem các bạn ấy trở về với tự nhiên, những nơi các bạn ấy vốn có thuộc về. Mình cảm thấy rất là vui và rất là cảm ơn và mình mong là mình có thể góp một cái phần nhỏ bé tiếng nói của mình để nói với tất cả những cộng đồng khán giả đang theo dõi mình với một cái thông điệp vô cùng ý nghĩa.